cái nhà của cô ấy giao cho hợp tác ấy, cứ tính gạch với ngói không thôi đã bao nhiêu là của rồi, lại còn sân phơi rồi cây ăn quả rồi ao cá. Trong thâm tâm thủ, anh vẫn mang mặc cảm tội lỗi vì đã chỉ thị xã viên xuất kho cho Hợp lấy dơm. Cho nên dù hai người kia có vẻ thiện cảm với Hợp mà anh vẫn sợ họ dị nghị bàn tán. Hai người im lặng nghe Thụ nói, không phát biểu gì thêm, khiến Thụ lại phải gợi chuyện. Thế các chị có biết nhà cô ấy không? Một người đáp, cả làng cả tổng ai còn lạ gì nhau, bá Hậu, núi của đấy. Thụ tò mò hỏi, ông bà ấy ngày xưa làm gì mà giàu thế? Chắc cũng là thành phần bóc lột tợn phải không? Một người chép miệng đáp, nói là giàu thì cũng chả giàu, có tiếng mà không có miếng. Cái nhà ấy là của ông nội cô Hợp để lại. Đến đời ông thân sinh ra cô Hợp thì cơ nghiệp cũng tan tát đi nhiều rồi. Ấy cái năm mà Ất Dậu đấy, một tay ông phát trận, không thì cái làng này chết khối ra. Có thế chứ không cái lúc mà phát động đấu tố thì ông bà ấy mất mạng lâu rồi. Thụ rất hài lòng và cảm thấy Hợp đáng yêu hơn bởi vì sinh trưởng trong một gia đình giàu lòng từ thiện. Suốt buổi chiều hôm ấy, trời nắng gắt, Hợp đi đi về về đến 10 lần, lần nào cũng gánh nặng trĩu, lưng áo ướt đẫm và mồ hôi làm những sợi tóc dính bết vào hai bên thái dương. Cũng may nàng được Bính, cô bạn gái rất thân, ra gánh phụ, nên kho dơm đóng cửa thì nàng cũng đã lấy đủ 15 gánh. Nàng để hết số dơm đó ở hông căn nhà mới rồi vội vàng trở về nhà cũ xuống ao tắm. Một lúc sau, Thụ đạp xe đến căn nhà mới của Hợp. Anh đứng ngoài đường nhìn vào, qua những bụi chuối trồng ngổn ngang không hàng lối, anh thấy đống rơm cũng đã khá cao. Lối vào nhà từ chỗ Thụ đứng, cỏ mọc kín mít, chỉ mới có vết chân của Hợp ngày hôm nay làm những ngọn cỏ cao xẹp xuống vẹt ra hai bên. Thụ đứng một lúc, thấy bốn bề hoàn toàn im lặng, anh biết Hợp đã về nhà cũ. Anh leo lên xe, đạp tiếp thẳng đến nhà Hợp. Hợp vừa ở dưới ao đi lên, tay còn cầm bộ quần áo ướt. Thấy Thụ, biết rằng Thụ sẽ ở lại lâu, cho nên Thụ dắt xe hẳn vào trong thềm và dựng vào một chỗ khuất vì sợ người qua đường có thể nhận ra cái xe cũ kỹ ấy và biết anh đang ở trong nhà Hợp. Hợp máng bộ quần áo ướt lên chiếc xào đầu nhà rồi bảo Thụ, tối nay thì không từ chối nữa nhé, ngồi chờ em thổi cơm ăn luôn thể, nhanh lắm, chỉ một loáng là xong. Thụ ngần ngại nói, chắc phải về, sợ bà Cửu chờ cơm ở nhà. Hợp gạt đi, chờ với đợi cái gì, anh nhớ cô Diệu thì cứ nói thật ra cho rồi. Thụ chưa kịp nói gì thêm thì Hợp đã chạy vào bếp lấy rổ và cuống quýt ra sau nhà để hái rau, còn Thụ thì xuống bếp bật xiêm nhóm lửa. Một lúc sau, hai người ngồi bên nhau nói chuyện. Thụ nghĩ đến đời sống lứa đôi êm đềm hạnh phúc và càng cảm thấy hơn lúc nào hết việc anh gia nhập đảng là một trở ngại vô cùng lớn lao, ngăn cản tâm hồn phóng khoáng của anh. Giá như không có cái hàng rào ấy, anh sẽ cưới Hợp, rồi hai người sẽ ở mãi bên nhau, sống một cuộc đời bình dị, chồng cày vợ cấy, con trâu đi nằm cho đến mãn kiếp. Một tuần lễ sau thì Hợp dọn nhà. Chỉ cần trải qua một ngày, nhất là một đêm ở căn nhà mới ấy, Hợp hiểu ngay lý do tại sao bà Phó Kình phải bỏ đi. Quang cảnh chung quanh quạnh hiu quá. Nó là căn nhà cuối cùng của Xuân Thành, nằm sát bìa làng, cách con sông chỉ có một rặng tre và một con đường mòn chạy dọc mé sông. Hàng xóm của Hợp kể như không có ai, gia đình cư ngụ gần nàng nhất cũng phải cách đến hơn 200 thước. Đã thế, khu vườn chuối và bãi cỏ bao quanh, hơn một năm nay từ ngày bà Phó Kình dọn đi không ai chăm sóc, càng âm u dày đặc, đến nỗi nhiều khi Hợp nhìn quanh cảm thấy rờn rợn. Ban ngày chỉ có tiếng chim hót và gió thổi xào xạc qua những bụi chuối. Ban đêm, tiếng sóng vỗ rì rào bên kia lũy tre đều đặn và buồn thảm. Con đường nhỏ chạy ngang trước nhà Hợp lâu lắm mới có bước chân qua lại. Thường là những người ra sông vớt củi hoặc trẻ con rảnh rỗi đi bắt chim, câu cá. Những lúc lủi thủi vào ra một mình, Hợp thường chạnh lòng nghĩ tới cha mẹ trong tù. Từ một cơ ngơi rất thanh thang, tụt xuống căn nhà vách đất mái rơm như thế này, Hợp đã cảm thấy tủi thân và đau buồn ghê gớm. Huống chi cha mẹ nàng đã trải mấy chục năm sung túc, bây giờ lao động trên rừng thiêng nước độc. Đã thế mà Thụ lại chẳng đến thăm Hợp. Nàng dọn nhà được hơn 2 tuần lễ vẫn không thấy Thụ mò tới. Hợp vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Nàng không hiểu rằng chính Thụ đêm ngày vẫn nôn nóng mong gặp nàng, nhưng anh rất e ngại. Mặc dầu nơi Hợp ở quạnh hiu, ít người lui tới,
và Thụ biết rõ điều ấy. Nhưng anh vẫn nơm nớp sợ có người bắt gặp anh đến với Hợp. Hợp không phải xã viên, không phải đoàn viên, lại cũng chưa từng tham gia bất cứ sinh hoạt nào trong xã. Nếu chẳng may có ai bắt gặp Thụ ở nhà nàng, anh sẽ không có bất cứ một lý do gì để giải thích mối quan hệ ấy. Thêm vào đó, con đường từ cánh đồng hợp tác xã về làng, lộ trình không chạy ngang nhà Hợp, lại càng khó khăn cho Thụ. Một tháng sau ngày Hợp về nhà mới, Thụ chịu đựng không nổi. Anh mới mò đến lần thứ nhất lúc trời đã nhá nhem tối. Anh ráo rác nhìn quanh, hỏi thăm vài câu, nhưng Hợp bực mình không thèm trả lời. Thụ đau khổ nằn nỉ: anh biết Hợp dặn anh, nhưng mà tối nay anh vội lắm, chưa thể giải thích với Hợp được. Trưa mai Hợp ra lò gạch cho anh gặp. Nhớ, trưa mai anh chờ ngoài lò gạch. Hợp vẫn không nói gì, thì Thụ đã vội vã nhảy lên xe đạp đi. Trưa hôm sau, dù trong lòng còn đang giận Thụ, Hợp cũng đội nón ra đi. Nàng cắp theo cái thúng đựng mấy củ khoai, để nếu có ai bắt gặp sẽ tưởng nàng ra ruộng vì công việc. Nơi hẹn của Thụ và Hợp là cái lò gạch cũ đã bỏ hoang hơn 4 năm nay. Ủy ban xã đang định khai thác lại nhưng chưa bố trí được người chuyên môn. Bây giờ đang mùa ngô, việc làm cỏ bón gốc đã xong, xã viên tập trung làm phân cho mùa lúa tới. Cánh đồng rất vắng vẻ, Hợp vừa đi vừa liếc mắt nhìn khắp tứ bề nhưng không thấy bóng người nào qua lại. Thụ đã chờ sẵn ở lò gạch, chiếc xe đạp anh cẩn thận giấu hẳn vào bên trong, đồng thời trải một đống rơm làm nệm để hai người ngồi. Nói chuyện với Thụ, Hợp hoàn toàn thất vọng khi khám phá ra rằng Thụ là một đảng viên. Trước đây nàng cứ tưởng anh chỉ là một cán bộ kỹ thuật được điều về thay thế gã chủ nhiệm cũ bất tài và tham ô. Hóa ra sự thật trái ngược hẳn lại. Thụ chẳng có khả năng gì về nông nghiệp cả. Anh nắm Hợp tác bởi vì anh là người của đảng. Nước mắt Hợp bỗng ứa ra, hai tay bó lấy đầu gối và nàng úp mặt thổn thức. Tiếng Thụ vẫn đều đều bên tai như van nài, nhưng Hợp không còn nghe thấy gì nữa. Hàng rào giai cấp rõ rệt quá, không cách chi nối lại được. Mối thù vô sản đối với địa chủ là động lực muôn đời của cách mạng chuyên chính. Chuyện tình của nàng mới chớm bắt đầu thì đã đi ngay vào con đường hoàn toàn bế tắc, không lối thoát. Những lời giảng giải của cha mẹ nàng ngày trước về con người vô sản đột ngột ùa đến trong trí nhớ Hợp, khiến nàng cảm thấy rờn rợn và tự hỏi tại sao một thanh niên hiền lành như Thụ lại có thể u mê theo cộng sản được. Còn Thụ, chẳng những anh cũng buồn như Hợp mà còn vô cùng lo lắng nữa. Cả tháng nay anh bị giằng co giữa tình cảm cá nhân và tổ chức. Đảng vốn là một cái gì vô hình nhưng có sức mạnh ám ảnh bất cứ ai, kể cả thường dân lẫn cán bộ và đảng viên. Anh không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao. Tệ hơn nữa là hình như đám đồng chí của Thụ ở xã đã có đứa lờ mờ đoán được quan hệ sai trái giữa anh và Hợp. Bởi vì một lần anh ghé trụ sở, thấy Tạo nói bóng gió với Nhiễu: đành rằng người ta có thể phấn đấu để tiến bộ được, nhưng phải có thời gian chứ, chưa gì đã cuống quýt cả lên, cảnh giác để đâu. Hôm nay anh cũng định nói cho Hợp biết điều đó. Nói đúng ra, chính vì có người nghi ngờ anh với Hợp mà anh phải gặp Hợp bữa nay. Nhưng vì Hợp không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi khóc, cho nên Thụ đành thôi. Đến hơn một tiếng đồng hồ sau, khi Thụ chẳng còn gì để giải bày nữa, Hợp mới lau nước mắt đứng dậy và cả quyết bảo: thôi, đường ai nấy đi, anh đừng có gặp tôi nữa. Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Rơm của hợp tác tôi sẽ mua, tôi giả lại. Câu nói lạnh lùng khiến Thụ choáng váng. Anh níu lấy tay Hợp, đau khổ nói: em, rồi anh sẽ có cách giải quyết. Thư thư cho anh một ít, lâu nữa anh mới tính được. Hợp đội nón lên đầu, cắp thúng bước đi. Anh giải quyết cách nào? Anh dám bỏ đảng không? Và nàng giằng mạnh cánh tay Thụ, bước nhanh ra cánh đồng, nắng vẫn đang chói chang. Những ngày kế tiếp, Thụ vô cùng khổ sở. Giữa cô con gái địa chủ và Đảng Lao động Việt Nam thì bất cứ thằng đàn ông bình thường nào cũng phải chọn đứa con gái. Thụ nghĩ thế, cho nên mặc dù thao thức bao nhiêu đêm, lật đi lật lại vấn đề tình cảm, phấn đấu tư tưởng, anh vẫn thấy mình yếu đuối không thể bỏ Hợp được. Còn Hợp, nói ra câu đường ai nấy đi thực tình chỉ là phản ứng nhất thời lúc thất vọng mà thôi. Chia tay Thụ rồi trở về căn nhà quạnh hiu, nàng lại thấy tha thiết nhớ và nôn nóng mong tìm được Thụ. Và sự giận hờn của Hợp tại lò gạch
lại là động lực chính thúc đẩy Thụ liều lĩnh ghé thăm Hợp thường xuyên hơn tại nhà nàng. Hai người cùng nhìn thấy ngõ cụt của tình yêu, nhưng cùng mơ hồ hy vọng sẽ tìm được một lối thoát. Những lúc thì thầm bên nhau, họ tạm quên đi sóng gió trước mặt, rồi khi chia tay ai về nhà nấy thì cả hai lại cùng lo lắng. Thổ ít khi đến ủy ban, tránh gặp các đồng chí trong xã, làm như họ đã nhìn thấy rõ khuyết điểm của mình. Mỗi khi tình cờ nghe có ai nói đến Hợp, dù chỉ là những chuyện rất phu vơ, Thụ cũng lắng tai nghe và hồi hộp đợi chờ xem người ta có đả động gì đến mình hay không. Chuyện tình chưa ngã ngũ ra sao thì Thụ bất thần được Quảng gọi lên huyện, và Quảng chỉ thị Thụ cấp tốc chuẩn bị hành trang lên tỉnh, theo học lớp lý luận 6 tháng bồi dưỡng chính trị trung cấp. Thụ trở về dặn dò Hợp mọi chuyện rồi khăn gói ra đi. Ngồi trên xe đạp dướn mình băng qua những ruộng ngô, Thụ hiểu rằng chuyện tình của anh với Hợp từ nay sẽ chẳng còn giấu được ai nữa. Bởi vì mai kia thư từ anh viết từ tỉnh về cho Hợp sẽ phải qua tay ủy ban xã, làm thế nào tránh nổi những cặp mắt cú vọ ở đây. Nhất là biết ăn nói thế nào với bí thư Quảng, là người đàn anh mà Thụ lúc nào cũng hết lòng kính phục. Mà chẳng riêng gì Thụ, toàn huyện, toàn xã, ai mà không học tập tác phong của Quảng. Bí thư Quảng năm nay 41, độc thân, người to cao, nước da đen sạm, lông mày rậm, mắt sắc, môi dày, làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. Các bà già mỗi lần gặp Quảng thường đem lòng thương hại, nửa đùa, nửa thật hỏi gã: "Thế nào, ông chủ tịch, ở vậy đến già, thích ai thì nói cho chúng tôi làm mối cho." Quảng rất lễ phép thưa lại: "Con cảm ơn các mẹ, nhưng mà nhiệm vụ cách mạng trước mắt còn nặng nề quá, thư thả rồi thì mới dám tính đến việc cá nhân." Ai nghe Quảng nói cũng cảm động than: "Khổ, một đời hiến thân cho cách mạng, quên cả lấy vợ." Người khác lại chen vào: "Thì đúng là cán bộ cụ Hồ, ông ấy định là bắt chước cụ Hồ ấy mà." Mỗi khi cần phải tiếp xúc với đám đông để giải thích một chính sách mới mà Quảng biết rằng người ta chỉ miễn cưỡng tuân hành chứ không vui trong bụng, Quảng thường tha thiết thuyết phục, đem chính mình ra làm thí dụ. Chẳng hạn như Quảng nói: "Thưa các cha, các mẹ, các chú, các bác, thưa đồng bào ruột thịt, nước ta còn nghèo, dân ta ăn chưa no, mặc chưa đủ ấm. Nhưng xin mọi người cứ nhìn quanh, anh em cán bộ chúng tôi có hơn gì ai. Phiếu vải mỗi năm mỗi nhân khẩu 2 mét, cá nhân Quảng này cũng chỉ có 2 thước như mọi người. Bà con ăn một ngày 3 bữa, Quảng này xin thú thật là Quảng chỉ có 2 bữa thôi. Đã có thấy ai thấy mà tôi thay đến bộ quần áo thứ 3 bao giờ chứ? Quanh năm Quảng này chỉ có vỏn vẹn 2 bộ mà thôi." Người nghe dễ tính sẽ bảo nhau: "Ừ, ông ấy là chủ tịch huyện đấy mà còn kham khổ như thế, mình là phận dân đen, đòi hỏi thế nào được." Và ai cũng nghiễm nhiên chấp nhận cuộc sống hiện tại. Điều đó cũng chẳng lạ, qua bao nhiêu thế hệ phong kiến, người ta thường chỉ thấy những ông quan huyện, quan phủ nghênh ngang trên kiệu trên cáng, những ông chánh tổng phè phỡn bên khay đèn thuốc phiện, hưởng thú mây khói bằng tiền của dân đóng góp, những anh lý trưởng cầm gậy cầm roi sẵn sàng quất vào mặt vào lưng người dân. Và sự cách biệt quan dân là một biên giới xa thẳm, không bao giờ gần gũi được. Cách mạng hôm nay may mắn thừa hưởng được cái di sản ung thối đó để khai thác. Chủ tịch huyện trong ý nghĩ của người dân chính là một ông quan huyện đấy, nhưng không áo vũ cân đai, không thị uy hống hách, từ tốn đến thăm hỏi từng nhà thì ai mà chẳng động lòng thương cảm. Đối với những nông dân chất phác kia, đừng bao giờ giảng cho họ về chủ nghĩa này lý thuyết nọ, họ không cần nghe những thứ ấy. Họ chỉ muốn ngày 2 bữa và chính quyền đừng chèn ép họ là đủ. Ở lâu với cộng sản, hiểu thấu đáo được cách thức bóc lột tinh xảo của cộng sản thì lúc ấy đã muộn, đã thành nề nếp rồi. Người dân luôn luôn muốn thích được xoa dịu, lời nói chẳng mất tiền mua, thành ra cách mạng rất dễ dàng khai thác. Quảng là một đứa điển hình trong nghề mị dân, thường mềm mà trói chặt. Gã về Vĩnh Phúc đã 2 năm nay mà ít ai nhận ra bộ mặt thật của gã, và có lẽ mãi mãi người ta vẫn còn tin gã. Một xã viên tham ô bị tố giác đến gặp Quảng,
Quảng không nổi nóng chửi bới, chỉ nhẹ nhàng khuyên: đồng chí à, xã viên đối với hợp tác đối với chính phủ, cũng như là con cái đối với cha mẹ, hễ một đứa con ăn nhiều thì những đứa khác nhịn. Đồng chí tham ô ăn lạm vào của công thì tất cả những xã viên khác đều đói, cả tôi cũng mất phần đấy. Giả sử huyện Vĩnh Phúc ta mà có dư giả, trong khi các huyện khác, tỉnh khác sản xuất không đủ lương thực, ta ăn bát cơm đầy ta cũng không vui. Tính ưu việt của chế độ ta là thế, phát triển thì phải phát triển đồng bộ mọi nơi mọi ngành. Đồng chí đong cho người ta 2 đống ngô mà lại đong cho mình 2 đống rưỡi, thế là sai trái đấy. Quảng chỉ nói có thế, người kia đã ríu ríu cảm động và hối lỗi, rồi hân hoan viết tự kiểm, cam kết lần sau tái phạm thì sẽ đi tù. Cách cư xử của Quảng khéo lắm, ai cũng phục. Cuộc sống của Quảng lại còn khéo hơn, người ta khó mà thấy được những sơ hở của gã. Sáng nào cũng thế, khi chiếc đồng hồ hiệu con gà đặt ở đầu giường kêu xè xè một hơi dài là Quảng choàng dậy ngay. Gã vươn vai tung chăn chui ra khỏi mùng. Cái điếu cày đã để sẵn trên chiếc bàn kê bên cạnh, kế ngọn đèn Hoa Kỳ vặn nhỏ, chờ đợi Quảng làm một bi thật lớn, thật dài, cứ 6 giờ sáng. Hút xong điếu thuốc điểm tâm, Quảng lảo đảo nằm xuống, mê man trong cơn say dịu dàng ngấm thấu cơ thể. 5 phút sau mới tỉnh hẳn, sang phòng tắm rửa mặt. Người cần vụ đã đặt sẵn thau nước, xà phòng, khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải và dao cạo râu. Rồi trong khi Quảng sửa soạn nhan sắc, thì anh cần vụ lặng lẽ vào phòng gấp chăn vén mùng và dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc theo thói quen lâu ngày chỉ mất 5 phút. Công việc kế tiếp của người cần vụ là pha cà phê, nước trà, và chỉ pha vào phút chót khi biết chắc Quảng sắp ở phòng tắm bước sang, vì lý do cà phê và trà của đồng chí chủ tịch huyện phải thật nóng. Lúc này là lúc mà Quảng không dùng đến thuốc lào nữa. Gã rút trong học tủ gói thuốc lá thơm, có khi là thuốc nội hóa, cũng có khi là thứ nhập cảng mà có người vẫn thường xuyên cung cấp cho Quảng. Những điếu thuốc thơm hiếm hoi ấy dĩ nhiên chẳng bao giờ Quảng lơ đãng đem ra hút trước công chúng. Quảng ngồi không lâu, cả trà và cà phê thay nhau đi vào bao tử của Quảng chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ là cùng, bởi vì Quảng cần phải sang văn phòng đảng ủy hoặc văn phòng hành chính huyện lúc còn tối trời, thắp ngọn đèn thật lớn cho sáng, mở toang cửa sổ, cửa ra vào, cắm cúi đọc văn thư. Có như thế thì nhân dân tình cờ qua lại mới biết được sự cần mẫn thức khuya dậy sớm của Quảng, để rồi đồn đãi khắp nơi về đức tính quý giá ấy. Khi trời sáng rõ, Quảng trở về nhà riêng, bữa điểm tâm chính thức đã được người cần vụ bày sẵn trên bàn. Thường thì chỉ cần một tô cháo gà bỏ thật nhiều hành và tiêu, hoặc cháo cá có rắc thì là thái vụn, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Thỉnh thoảng Quảng cũng đổi món bằng đĩa xôi gấc ăn với giò lụa, hoặc bát bún xiêu cua nấu đặc, phủ đầy tía tô với rau chuối thái nhuyễn. Ăn uống mãi như thế cũng đâm nhàm, thành ra mỗi khi có dịp xuống cơ sở, ngồi cùng với đám cán bộ hạ tầng, hoặc hòa mình động viên nông dân nghèo khổ, ăn chung với họ củ khoai luộc, màu sắn lùi, Quảng lại thấy ngon vì lạ miệng. Ngoại trừ những ngày bị bận họp hành hoặc đi công tác xa, còn bình thường thì Quảng luôn luôn dùng bữa trưa vào đúng 12 giờ. Giò lụa thì Quảng cũng thích, nhưng ăn nhiều dễ ngấy, Quảng ưa cá hơn. Mà cá thì nhà có sẵn, vì dinh cơ của Quảng bây giờ vốn ngày trước là ngôi nhà đồ sộ của Chánh Tổng Hy đi Nam để lại, có hồ nuôi cá chép phía sau. Hơn thế nữa, đồ biếu xén cũng nhiều, thành ra ít khi người cần vụ phải bước chân ra đến chợ. Cá chép rán, làm gỏi, kho hoặc nấu canh đều ngon cả. Người cần vụ chỉ khéo chế biến một tí, lâu lâu giết thêm con gà hoặc cắt cổ con vịt, đánh bát tiết canh, thứ nào Quảng cũng dễ dãi khen ngon. Có được người cần vụ như thế, Quảng không phải lo bất cứ chuyện gì lớn nhỏ trong nhà, để dành hết thì giờ cho cách mạng. Khách quan mà nói, công việc trong nhà một ông chủ tịch huyện kể ra cũng nhiều lắm. Nấu nướng, giặt giũ, quét dọn các mùng trải chiếu, giá cứ như thời phong kiến thì có lẽ phải mướn đến 2-3 người đầy tớ. Nhưng từ khi không còn cảnh người bóc lột người nữa, thì những chữ đầy tớ, nô bộc cũng phải được sửa lại thành cần vụ, để nghe ra có vẻ dân chủ hơn. Người cần vụ ấy suốt ngày ở bên Quảng, trầm lặng kín đáo như một cái bóng. Quảng bảo gì nghe nấy, không bao giờ bép xép, hé môi cho người ngoài biết những sinh hoạt thường nhật của Quảng. Thậm chí đến cái đêm mưa tháng 7 năm ngoái,
anh nghe được một mẩu đối thoại khá đặc biệt giữa Quảng và cô thư ký văn phòng huyện, nhưng cho đến nay anh vẫn không hề hé môi cho ai biết. Đêm hôm ấy có lẽ đã khuya lắm, bởi vì anh đã dọn dẹp hết mọi việc nhà và leo lên giường ngủ, bỗng nghe một giọng nói con gái gay gắt ở buồng bên cạnh. Lại mê con đĩ đấy phải không? Thế mà cứ nỏ mồm hứa với hẹn. Anh nhận ra giọng cô thư ký riêng của Quảng, vội nằm yên lắng nghe. Quảng xuyệt một tiếng khẽ và gắt nhẹ: "Nói bé thôi, làm cái gì mà toáng lên thế? Sợ thằng nào con nào mà nói bé? Nói ở đây thôi à? Tôi còn nói cả huyện này nghe nữa chứ lị." "Ừ hay, người ta làm cái gì mà đến đây khả khịa, chỉ khen ghen bóng ghen gió thôi." "Bóng với gió à? Lại còn lẻo mép chối nữa à? Thế thế đứa nào tối hôm qua giúp vào váy con mẹ Tình hả?" "Thế mà cũng nói, đêm qua người ta đi họp cả đêm ở trên tỉnh, rõ là nom gà hóa quốc." Cô thư ký quăng một vật gì ra sàn, anh cần vụ nghe tiếng cạch khô khan và giọng của cô tiếp theo: "Họp à? Thế cái máy lửa của thằng nào đây? Còn chối nữa không? Nói cho mà biết thế thôi. Chứ tôi này, tôi dại thì tôi chịu. Tôi tin cái quân khốn nạn thì tôi khổ. Lỗi ở tôi này." Tiếng cửa đóng sầm lại và tiếng guốc bước nhanh đi lẫn trong tiếng mưa rơi và gió thổi vù vù ngoài hiên. Anh cần vụ cố dỗ giấc ngủ mà không ngủ nổi. Chủ tịch Quảng thì anh không lạ, nhưng anh không ngờ cái cô thư ký hiền lành như thế. Ngày ngày anh vẫn thấy cô niềm nở tiếp khách đến gặp Quảng, đêm nay dám chửi Quảng bằng những lời gay gắt tục tằn đến thế. Rồi anh lại hình dung ra cái người đàn bà mà cô thư ký tố cáo. Đứa nào giúp vào váy con mẹ Tình? Con mẹ Tình nào nhỉ? Anh lục trong trí nhớ và chỉ biết có một chị đàn bà duy nhất tên là Tình, bán cua ở ngoài chợ huyện. Chị ta khoảng hơn 30, không có chồng. Nhưng chẳng lẽ chủ tịch Quảng mà lại giúp vào váy cái chị này? Bởi vì chính anh cần vụ thỉnh thoảng vẫn thấy chị ngoài chợ, lúc nào cũng lem luốc. Thế mà không nhẽ Quảng lại lao đầu vào. Sáng hôm sau, khi bưng thức điểm tâm lên, anh cần vụ toan quay đi thì Quảng nhẹ nhàng gọi lại: "Mộc." Người cần vụ đáp nhỏ: "Thưa anh." Quảng rút tờ giấy 10 đồng trong túi ân cần dúi vào tay Mộc và nói: "Cầm tạm mà tiêu, gửi về làng cho ông bà cụ 5 đồng. Còn 5 đồng thì giữ lấy mà ăn quả. Nhớ nói là tôi gửi nhờ thăm hai cô." Mộc lý nhí cảm ơn, nhét tiền vào túi, gài kim băng cẩn thận. Những cuộc hoạnh tài bất ngờ như thế này, Mộc vẫn thường được hưởng luôn, nhưng chưa lần nào nhiều đến thế. 10 đồng bạc, nửa tháng lương của một cán bộ trung cấp. Mộc hiểu rằng món tiền này thay cho lời hăm dọa của Quảng. Làm bí thư kiêm chủ tịch huyện, công việc rất bề bộn, nhưng Quảng cũng ít khi có mặt tại văn phòng. Quảng thân dân lắm, chiếc xe đạp Peugeot gã sử dụng suốt ngày, sòng sọc chạy xuống các xã tham quan, tạt vào nhà này ghé thăm nhà kia, hỏi han đủ chuyện, từ đời sống tình cảm đến công việc xây dựng hợp tác xã. Những gia đình nghèo nàn nhất cũng cố gắng sửa bữa cỗ cho tươm tất để mời Quảng. Một con cá chép, con gà mái tơ, vài trái mít đầu mùa, thứ nào cũng được đem ra khoản đãi và gia chủ hân hoan không tiếc của, bởi vì mấy khi được may mắn đón ông chủ tịch huyện tại nhà. Quảng không quen ăn trầu, nhưng gặp bà cụ nào nghiện trầu, gã cũng xè lại, chìa tay thân mật: "Con xin mẹ một miếng nào." Và gã bỏm bẻm nhai rất sành điệu. Cơm nước ở nhà dân Quảng ít khi từ chối, nhưng gã rất khéo léo xã giao: "Trời ơi, sao mẹ bày vẽ thế này? Cơm rau thôi chứ, con ăn cơm cách mạng quen rồi, gạo đỏ với muối cũng vẫn cứ là ngon như thường." Và bà cụ nào cũng hài lòng xoa tay nói: "Đời người mấy thuở, biết bao giờ ông chủ tịch mới lại ghé thăm." Riêng đối với những người đàn bà trẻ quá bụa sống cô quạnh, những phụ nữ có chồng đi bộ đội xa, và nhất là những bà vợ của những người di cư vào Nam, thì Quảng lại còn đặc biệt chiếu cố hơn, thăm nom, an ủi và có khi ngủ lại cả đêm ở nhà người ta nữa. Có dịp đi ngang qua cánh đồng gặt, Quảng thường dừng lại, quăng xe đạp, sắn quần lội xuống với nông dân và nói lớn: "Anh chị nào cho tôi mượn cái liềm nào." Gã cũng làm bộ cắt lúa như điên. Quảng gặt rất nhanh, rất khỏe, là bởi vì gã đâu có phải làm ngày 8 tiếng ngoài trời nắng. Những nhát liềm tranh thủ ấy chỉ có tính cách ngoại giao và động viên thôi, và thường chỉ kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ là cùng. Ấy thế mà ai cũng xúm lại tấm tắc khen:
anh vất vả quá nhỉ. Quảng vui vẻ đứng dậy chào. Các anh các chị ngừng tay nghỉ mấy phút giải lao đi. Mình có thuốc lào ngon lắm, ai hút được thì cứ hút. Mọi người lục tục theo Quảng lên bờ cỏ, ngồi xúm lại. Quảng quăng bao thuốc ra, chiếc điếu cày chuyển tay nhau, kêu rít lên từng hồi, khói tỏa mờ mịt. Quảng căn đúng 10 phút, đứng dậy nói: thôi mình xin phép nhé, phải chạy xuống nông trường sắn một tí. Anh em tiến hành công tác đi, vượt chỉ tiêu lên. Quảng cứ lang thang như thế, vừa để chứng tỏ mình làm tốt công tác quần chúng, mà cũng để nhằm mục đích riêng tư mà chỉ một mình Quảng biết. Chẳng hạn như 3 lần đích thân xuống tận Xuân Thành tìm đến căn nhà cũ của Hợp, thì không phải chỉ vì cái nhà, mà chủ yếu là vì muốn nhìn tận mặt Hợp, bởi vì tiếng đồn về nhan sắc của Hợp đã vang đến tai Quảng từ lâu. Cho nên cái hôm mà chủ tịch Tạo bí mật lên gặp Quảng để báo cáo về quan hệ tình cảm sai trái giữa Thụ và Hợp, Quảng đã giật thót mình, thảng thốt. Nhưng gã trấn tĩnh ngay, nhếch mép cười hỏi Tạo: căng thế cơ, nhưng đồng chí có chắc là Thụ nó yêu cô ta không? Nắm chắc mới nói, chỉ nghe đồn vu vơ thì cần phải kiểm tra lại cho kỹ. Tạo quả quyết đáp: điều này tôi khẳng định anh, anh còn lạ gì tôi, chả bao giờ thành kiến với ai cả. Tạo nói đúng, gã không ghét Thụ, không muốn đụng chạm gì đến Thụ. 6 tháng nay Thụ làm hợp tác xã rất vất vả, xã viên không tăng mà còn giảm, năng suất thì thụt lùi thấy rõ. Đứng về mặt đồng chí thì đảng ủy và ủy ban cần phê bình góp ý với Thụ, nhưng thực tế không đứa nào muốn đả động đến việc ấy, bởi vì dại gì mà thoái quan vi dân. Chê Thụ thiếu năng lực, huyện có thể đề nghị một đảng viên khác ở xã thay thế, và biết đâu cái đứa bị thay thế Thụ làm thằng dân quèn trông nom hợp tác xã, chẳng là Tạo hay Nhiễu. Chức vị chủ nhiệm một hợp tác xã thực ra vẫn chỉ là anh nông dân chân lấm tay bùn mà thôi, ngồi ở văn phòng xã vừa nhàn thân lại vừa được quần chúng quỵ lụy, chẳng sướng hơn hay sao? Bởi thế trong thâm tâm, chẳng những Tạo không ghét Thụ mà còn có ý tội nghiệp Thụ lam lũ nữa. Nhưng khi dò biết Thụ yêu Hợp thì Tạo không thể để yên được. Đối với Tạo, Hợp chỉ nên làm cành hoa cho mọi người cùng ngắm, chứ không thể thuộc về một cá nhân riêng tư nào, hoặc cùng lắm có thuộc về ai thì người đó phải là một người nào đó, không phải là Thụ, bởi vì Thụ cũng là đảng viên như Tạo. Tạo không dám yêu thì tại sao thằng đồng chí kia lại dám nhảy vào? Tạo ngạc nhiên là một bản tin sét đánh như thế mà không hề làm Quảng xúc động. Trái lại, đồng chí chủ tịch huyện rất bình thản, từ tốn hỏi lại Tạo: thế một đảng viên không có quyền yêu à? Thụ không có quyền yêu và không có quyền lấy vợ hay sao? Tạo hăng lên trả lời: thưa anh có chứ, khâu tình cảm là khâu cá nhân mà, đảng đâu có quản lý việc ấy. Nhưng anh còn lạ gì cô Hợp, cái lý lịch của cô ta. Quảng lại cười: ừ thế thì mình hỏi thêm cậu cái này, cái cô Hợp có lý lịch xấu, rồi vì cái lý lịch ấy ta không cho phép cô ta yêu hay sao? Tạo mạnh dạn đáp: thưa anh, dĩ nhiên là cô ta có quyền chứ, nhưng yêu ai lấy ai cũng được, miễn là không phải một đảng viên. Quảng vẫn cười hỏi: tại sao như thế? Tạo lại giải thích: báo cáo anh, về phía cô Hợp ấy, thì ta không trách cô ấy được, nhưng về phía Thụ, yêu như thế là mất cảnh giác. Nhiệm vụ cách mạng còn nhiều, địch tuy không ra mặt nhưng vẫn lẩn quẩn quanh ta, rình rập cơ hội để nói xấu cán bộ đảng viên. Bởi thế tôi nghĩ Thụ vướng vào cô ta thì việc đầu tiên là không thể làm tốt công tác quần chúng được. Quảng đang ngồi bỗng đứng dậy, chìa tay phân trần: thôi thế này nhé, hôm nay mình vội quá, thong thả rồi mình sẽ bàn lại chuyện này. Nhưng mà nhớ theo dõi và kiểm tra cho kỹ, đừng có nghe tin đồn. Nếu chuyện này không có thật mà ta nghi ngờ thì hậu quả sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của một đảng viên. Tạo buồn bã vớt vát: báo cáo anh là xin đảm bảo với anh tôi không nhầm lẫn trong vụ này. Quảng chìa tay cho Tạo bắt và tiễn Tạo ra cửa. Ngồi trên xe đạp về Xuân Thành, Tạo cực kỳ chán nản. Gã không mảy may nghi ngờ lập trường của Quảng, nghi ngờ thế nào được người đàn anh gương mẫu ấy. Nhưng gã thất vọng vì thấy Quảng quá dễ dãi trong vụ này. Lý luận của Quảng lần đầu tiên trong đời Tạo thấy có vẻ phi vô sản, thiếu triệt đề và không biện chứng. Chả nhẽ anh ấy lại hữu khuynh như thế hay sao? Tạo lẩm bẩm một mình, đôi mắt lơ đãng ngượng ngập.
Lúc lên báo cáo, Tạo cứ đinh ninh rằng Quảng sẽ phải cau mày bóp trán, để rồi thế nào cũng đề nghị vài biện pháp xử lý gắt gao. Ít lắm thì cũng phải giao Thụ về cho tổ đảng giáo dục, hoặc nếu cần thì triệu tập cả đảng ủy toàn xã, để cả bảy đứa cùng xúm lại mà kiểm thảo Thụ mới đúng chứ. Không ngờ Quảng chỉ cười cười, đã không phản đối mà hình như còn tán trợ nữa. Đành rằng sửa sai rồi, nhưng sửa sai là sửa sai đối với chính sách đấu tố thôi chứ, sao lại sửa sai cả về quan hệ giữa vô sản và địa chủ, vốn là kẻ thù muôn đời của cách mạng. Còn Quảng, lúc Tạo đi rồi, gã mới thực sự choáng váng. Gã ngồi thừ ở bàn giấy, người cần vụ sang mời về ăn cơm, gã không thèm trả lời. Quảng hình dung lại dáng dấp của Hợp và tự nhiên thấy có cái gì nuối tiếc, rất thiết tha trong lòng. Cái thằng Thụ không ngờ lại may mắn thế. Quảng nghĩ và cảm thông tâm trạng của Tạo, vì đoán rằng Tạo cũng chỉ vì tức Thụ mà lên gặp gã để báo cáo. Quảng đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp lại sau đít, nét mặt đăm chiêu, những đường nhăn ở trán hằn sâu rất rõ, và cặp lông mày gần như nhíu lại, dính liền với nhau. Bỗng gã mở to mắt, miệng há ra nho nhỏ. Gã chạy vội lại bàn giấy, lôi trong học tủ một sấp công văn, lật qua lật lại rất nhanh, lẩm nhẩm đọc và gật gù đắc ý. Gã chạy lại cửa sau gọi lớn: "Mộc ơi!" Người cần vụ bên nhà riêng của Quảng băng qua cái sân gạch chạy lên: "Thưa anh gọi tôi." Giọng anh ta từ tốn nhỏ nhẹ, có lẽ do một thói quen chịu đựng lâu đời. Quảng nói: "Chạy sang trụ sở gọi đồng chí trực ban sang ngay đây cho tôi." Mộc vâng lời chạy đi. Một lát sau anh trở lại dẫn theo một thanh niên mặc áo trắng, quần kaki xanh. Quảng ra đón ở cửa và bảo: "Chạy xuống Xuân Thành mời đồng chí Thụ lên đây cho tôi hội ý một tí." Từ huyện về Xuân Thành đạp xe chỉ khoảng gần một tiếng. Trong bốn xã của Vĩnh Phúc, chỉ có Xuân Thành là gần hơn cả, lại nằm trên lộ chính mà xe khách hoặc xe tải đều phải đi ngang trên đường đến huyện. Gã trực ban đi rồi, Quảng an tâm qua phòng ăn cơm. Cũng may thức ăn hôm nay toàn đồ nguội cả, nên Mộc đỡ phải hâm lại đĩa giò lụa thái dài cổ, đĩa thịt gà luộc phủ lá chanh và bát canh rau đay nấu cua đồng. Thứ nào cũng nguội, ăn cũng vẫn ngon so với sắn khô ở nhà dân giả. Cơm nước xong, Quảng đi tới đi lui trong phòng, điếu thuốc lá Trung Quốc ngập lạnh một bên, khói phun phì phèo mà Quảng không thèm rút ra khỏi cặp môi dày của gã. Mãi gần 10 giờ đêm Thụ mới lên tới. Quảng niềm nở đón anh từ cửa, dìu vào phòng khách, tự tay rót lên nước trà nóng khoáng đường thật đậm, trao cho Thụ: "Uống đi đã, uống đi đã rồi mình nói chuyện." Thụ đang khát, anh vừa uống vừa thổi phù phù. Anh nốc hơn nửa ly rồi ngẩng lên nhìn Quảng chờ đợi. Quảng nói giọng tự nhiên: "Có tin vui cho cậu đây này." Thụ hồi hộp hỏi lại: "Gì thế anh? Anh làm tôi lo quá." Quảng lôi xấp giấy trong ngăn kéo, lật mấy trang rồi bảo: "Văn thư của tỉnh ủy chỉ thị huyện đề cử một đảng viên đi học khóa lý luận 6 tháng trình độ trung cấp. Mình muốn cậu đi chuyến này." Mạ vừa gieo xong, ngày rộng tháng dài, công việc hợp tác tạm thời giao lại cho Nhiễu nó trông nom, cậu về thì lại tiếp tục. Thụ hơi giật mình và nghĩ ngay đến Hợp, nhưng anh không kỳ kèo tỏ ý xin ở lại, vì làm như thế có khác nào tự tố cáo mình đang vướng vào chuyện tình cảm nên không muốn ra đi. Anh cũng không vui không buồn, thói quen của một đảng viên đã tạo cho anh lề lối chấp hành ngoan ngoãn như thế. Huống chi Quảng lại là một người đàn anh mà Thụ kính phục, nên bất cứ điều gì Quảng nói ra, Thụ thường chẳng bao giờ dám góp ý. Đối với Thụ, Quảng luôn luôn sáng suốt, đã chọn anh tất phải có lý do chính đáng. Quảng nhìn Thụ tha thiết bảo: "Mình nói riêng với cậu cái này, mình tính sớm muộn gì cậu cũng phải nắm chỉ đạo ở Xuân Thành. Tạo nó làm việc cũng được đấy, nhưng mà vụn vặt lắm, lại có cái tính la cả thích ăn uống. Bí thư Vũ Tiến có khả năng, nhưng mà hay tùy tiện, nhiều khi đến độ vô tổ chức. Còn Nhiễu thì cá nhân lắm, bản vị lắm. Cậu đi học khóa này đi, rồi về ta phân công lại ở dưới ấy." Gần một năm nay ở Xuân Thành, Thụ chưa bao giờ để ý đến các đồng chí trong chi bộ cũng như trong đảng ủy. Lần đầu tiên anh nghe Quảng nhận xét từng đặc điểm của mỗi người, nhưng anh vẫn đoán đó chỉ là những lời an ủi của Quảng trước khi anh lên đường theo học. Thực tâm Thụ không ham nắm chính quyền, lại càng không ưa công tác đảng ủy,
anh trước sau vẫn là một người thích an phận và sống theo sở thích cá nhân của mình. Anh nói lơ lửng: "Báo cáo anh chuyện ấy thì để bàn sau anh ạ." Quảng vui vẻ nói: "Ừ, phải đấy, trước mắt là cậu cứ đi học cái đã." Quảng lôi trong ngăn kéo gói thuốc thơm trao cho Thụ: "Mình tặng cậu cái này, về chuẩn bị đi, ngày kia lên đường khỏi ghé chào tôi." Thụ đưa tay đỡ gói thuốc. Quảng dặn thêm: "Chiều mai đấy, cậu ghé ủy ban gặp Tạo. Tôi sẽ gửi giấy giới thiệu trình diện nhập học của cậu xuống cho Tạo sáng mai." Thụ đứng dậy bước ra cửa. Quảng bắt tay anh siết chặt và nói: "Tiếp thu tốt nhé, tôi tin ở cậu." Thụ leo lên xe, dướn người đạp đi trong bóng tối. Anh đến thẳng nhà Hợp. Năm hôm sau, khi biết chắc Thụ đã nhập học, Quảng vẫn chưa vội vàng thực hiện phương án đặc biệt của mình. Gã muốn chờ qua thứ Bảy và Chủ nhật để nghe ngóng, đảm bảo là Thụ không từ tỉnh mò về lén gặp Hợp đêm cuối tuần. Rồi buổi tối ngày thứ Hai, đúng một tuần kể từ hôm Thụ đi, Quảng mới đạp xe xuống Xuân Thành. Lúc ấy là khoảng 9 giờ tối, trời mưa phùn rả rích, mọi sinh hoạt từ huyện xuống xã đều đã im lìm. Quảng khoác áo tơi, đội nón cối bọc vải mũ, ngang qua vài trạm kiểm soát, du kích công an hoặc dân quân có đứa nhận ra Quảng, xúc động kêu lên: "Trời ơi, đồng chí chủ tịch, mưa gió thế này mà đồng chí lặn lội đi kiểm tra." Quảng dừng lại tươi cười đáp: "Anh em công tác tốt cả đấy chứ?" Mọi người xum xoe nói: "Vâng, tốt lắm ạ, tốt cả." Và họ níu kéo: "Có nước chè tươi nóng đây, anh vào uống với chúng tôi một bát đã nhé." Quảng thoái thác: "Thôi, mình còn nhiều nơi phải đi, rồi lại phải về huyện giải quyết một đống giấy tờ, để lúc khác mình ghé." Quảng dẫn người đạp đi, đàn em nhìn theo suýt xoa cảm phục. Quảng vội lắm, không thể tạt vào bất cứ chỗ nào được, bởi vì gã đang nôn nóng gặp Hợp. Hơn một tiếng đồng hồ lặn lội dưới mưa, Quảng đến Xuân Thành. Gã vòng ngay ra bờ sông, rẽ vào cổng Tây. Căn nhà của Hợp lờ mờ hiện ra sau rặng tre thưa, ánh đèn le lói chiếu qua làn mưa lất phất bay xiên hắt vào mặt Quảng. Hơn nửa năm nay, Hợp đã dọn dẹp quang đãng, chuối trồng hai bên được đốn bớt, cỏ mọc theo ngõ vào được cắt xén thành hàng lối cẩn thận. Tuy thế, quanh nhà Hợp lúc này giữa đêm khuya cũng chỉ có bóng đêm dày đặc. Quảng dựng xe trước cửa, bước lên thềm, ghé mắt nhìn qua kẽ vách thưa. Hợp còn thức, đang ngồi ở mép giường đan áo. Ngọn đèn nho nhỏ hắt ánh sáng lên khuôn mặt trắng hồng của nàng và mái tóc dài xõa xuống che lấp một bên ngực. Quảng gõ cửa. Hợp ngẩng lên nhìn ra, đắn đo rồi hỏi: "Ai đấy ạ? Chị Bính hả?" Hợp vốn chẳng còn bà con thân thích gì ở Xuân Thành, nhà lại ít khách khứa, nên nàng chỉ kịp nghĩ là Bính ghé thăm. Nhưng Quảng đã lên tiếng ngay, giọng nói rất tự nhiên và hơi lớn, bởi vì Quảng biết chung quanh chẳng có ai. "Tôi đây, Quảng đây, cô Hợp ơi." Một phút sau im lặng, Hợp chưa nghĩ ra ai. "Quảng nào nhỉ?" nàng lẩm bẩm trong miệng. Cái chuyện nửa đêm gõ cửa dưới chế độ này thì không có gì lạ, nhưng nàng làm gì có quen ai tên là Quảng mà giọng nói có vẻ thân tình như vậy. Bên ngoài, Quảng lại lớn tiếng: "Chủ tịch huyện đây, cô Hợp ơi, làm ơn mở cửa cho tôi kiểm tra một tí nào." Hợp hốt hoảng quăng kim chỉ đứng bật dậy. Không phải nàng kinh hãi vì giữa đêm khuya vắng vẻ có người lạ đột nhập vào nhà, mà vì cái người đến gõ cửa này chính là vị chủ tịch kiêm bí thư huyện Vĩnh Phúc Hợp vẫn thường nghe mọi người hết lời ca ngợi. Chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm, ông ấy mới thân hành về đây đến gặp Hợp giữa nửa đêm như thế này. Bao nhiêu nghi vấn nảy sinh rất mau trong đầu Hợp. Hay là có chuyện chẳng lành vừa xảy đến cho song thân nàng ở trên trại cải tạo. Hợp lo lắng và quýnh quáng chạy ra tháo then cửa. "Vâng vâng, rước ông chủ tịch vào chơi ạ." Quảng bỏ nón cối, cởi áo tơi, rũ rũ mấy cái rồi máng hết lên ghi đông xe. Gã tươi cười theo Hợp bước vào. Hợp vội kéo cái ghế sắt đặt ở bàn kê giữa nhà. "Dạ, mời ông chủ tịch ngồi tạm đây, tôi đi đun nước pha chè." Quảng xua tay: "Vẽ nước nôi gì, cô cứ để tự nhiên." Và gã nhìn ra ngoài nói: Cô khép cửa lại cho gió tắt hết đèn bây giờ."
Hợp làm theo lời Quảng rồi trở vào bưng chiếc đèn lại, đặt bên cạnh Quảng, vặn ngọn lửa lớn hơn một chút. Quảng bỗng chú ý đến cái điếu cày dựng ở góc nhà và hình dung ra là Thụ đã từng lui tới đây nhiều lần. Gã ngước lên nhìn Hợp, lúc này đang đứng khúm núm ở góc bàn đối diện. Nàng mặc cái áo cánh ngắn tay màu xanh lơ, cái áo mà nàng đã mặc hôm Thụ đến tìm nàng lần đầu tiên. Và Quảng nhìn thấy rõ Hợp không mặc áo lót. Gã gợi chuyện: cô ở đây vắng vẻ quá nhỉ? Dạ vắng ạ. Có hãi không? Thưa buồn chứ không có sợ gì cả. Thế à? Cô ngồi xuống đi, cô ngồi xuống đi, đứng mãi mỏi chân chết, ngồi xuống đi rồi tôi nói câu chuyện. Hợp chỉ mong có thế. Từ lúc Quảng vào, nàng vẫn hồi hộp chờ Quảng thông báo một bản tin nào đó mà nàng đoán rất là quan trọng. Nàng lùi lại ngồi ghé xuống mép giường. Xin phép ông chủ tịch ạ. Quảng đăm đăm nhìn Hợp soi mói, khiến nàng e thẹn cúi xuống. Bỗng Quảng đột ngột đổi giọng: Thụ nó đi xa rồi, chắc cô buồn lắm phải không? Bấy giờ Hợp mới bắt đầu lo sợ. Không ngờ Quảng lại biết chuyện này. Và hóa ra đêm nay Quảng đến vì chuyện của Thụ. Hợp nói: Ông chủ tịch bảo sao ạ? Anh Thụ, anh ấy đi thì kệ anh ấy chứ ạ? Quảng cười: Cô lại còn giấu cả tôi nữa. Rồi ngay sau đó, giữa lúc Hợp còn đang lúng túng nghĩ đến những câu trả lời nàng sắp phải đem ra khi Quảng cật vấn, thì Quảng bất ngờ trở mặt, buông rơi cái vỏ đạo đức thường nhật của gã để trở về với bản chất gian ác và dâm đãng thực sự của mình. Có lẽ gã không có nhiều thì giờ, hoặc không còn đủ can đảm kéo dài thì giờ, nên chẳng cần nhập đề lung khởi gì cả. Gã tranh thủ tiến lại phía Hợp và nói: Cô có tội nhớ lắm, cô biết không? Con gái địa chủ mà dám quyến rũ cán bộ vào đường phản động. Hợp bắt đầu bực mình đáp: Anh Thụ yêu tôi yêu anh Thụ, chẳng ai quyến rũ ai cả. Quảng ngồi xuống bên cạnh Hợp, khiến nàng sợ hãi đứng lên lùi vào vách. Quảng nói: Ghê thế cả, nhưng ai cho cô yêu cán bộ cách mạng? Hợp đã nhận ra bản mặt của Quảng nên nàng càng bực mình đáp: Tôi thì tôi tưởng chuyện tình cảm cá nhân của chúng tôi không có can dự gì đến ông chủ tịch cả. Quảng đứng dậy, nhoài người chộp hai cánh tay Hợp và nói: Cô yêu thằng Thụ được thì cũng yêu tôi được chứ gì? Cô cho thằng Thụ được thì cũng cho tôi được chứ gì? Thằng Thụ bất quá chỉ là một thằng chủ nhiệm hợp tác xã quèn, còn tôi là chủ tịch huyện cơ mà. Hợp cúi người xuống, giằng tay Quảng ra. Gã nhoài người theo, đẩy mạnh Hợp ngã ngửa trên giường. Nàng vùng vẫy giữ người cố đứng thẳng dậy, nhưng không nổi vì sức đè của Quảng quá nặng. Nàng nói lớn: Ơi, buông ra, ông làm cái gì thế này? Tôi kêu làng kêu nước bây giờ đấy nhá. Quảng chống hai tay lực lưỡng lên vai Hợp, mắt đỏ ngầu và giọng nói lạc đi. Gã gằn từng tiếng: Nói cho cô biết, thằng Thụ nó đi luôn rồi, không trở về Xuân Thành này nữa. Tôi tống cổ nó đi rồi. Ông đừng có nói láo, tôi biết là anh ấy chỉ học có 6 tháng mà thôi. Buông tôi ra. Quảng giật mạnh vạt áo Hợp, hai hàng đút bấm bật tung ra. Hợp hét lên: Ôi giời ơi, làng nước ơi! Lập tức tay trái Quảng chặt lấy cổ Hợp, tay phải giơ lên tát thật mạnh vào mặt nàng. Gã nghiến răng: Mày kêu đi, tao thách mày, mày kêu một tiếng thằng Thụ sẽ không bao giờ về cái làng này nữa. Còn bố mẹ mày, vợ chồng thằng địa chủ đại gian đại ác Nguyễn Bá Hậu sẽ chết gục ở trên rừng. Tao chỉ nói một tiếng, cha con mày sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Mày hiểu chứ? Biết điều thì tao tha. Ngoan ngoãn thì bố mẹ mày sống, mày còn có ngày gặp bố mẹ mày, có ngày mày gặp thằng Thụ, nghe chưa? Sau khi thỏa mãn, Quảng vội vã mặc quần lại. Trước khi ra về, Quảng còn chỉ mặt Hợp căn dặn lại: Nhớ câm cái mồm mày lại, mày mà hở môi ra cho người thứ hai biết chuyện này thì chẳng những mày sẽ chết với tao, mà bố mẹ mày với thằng Thụ cũng bỏ mẹ. Dứt lời, Quảng khệnh khạng bước ra cửa. Mưa vẫn rơi nặng hạt hơn và gió thổi vù vù qua tai Quảng. Không phải hôm nay Quảng ít thì giờ,
nên phải khẩn trương tiến chiếm mục tiêu một cách vội vã như thế đâu. Lần nào và đối với bất cứ nạn nhân nào, Quảng cũng vẫn tiến hành mau lẹ như thế, bởi vì những mục tiêu mà gã lựa chọn đều có chung một hoàn cảnh khốn khổ như nhau, hoặc đó là những phụ nữ có chồng di cư vào Nam, hoặc con gái địa chủ, những thành phần mà gã dễ dàng ghép tội phản động và chính quyền không bao giờ đứng về phía họ. Trên đường về huyện, ngang qua vài trạm gác, đàn em lại gặp Quảng và lại có dịp xum xoe khen ngợi. Anh vất vả quá, mưa gió thế này mà cũng chịu khó đi kiểm tra. Quảng mỉm cười giỡn người đạp đi trong mưa gió, quay lại dặn: anh em công tác tốt cả nhé. Về tới nhà, Quảng thay bộ quần áo ướt rồi cứ trong đèn ngồi thử ở bàn suy nghĩ. Leo lên giường nằm, nhắm mắt lại không ngủ nổi, Quảng lại bò dậy đi tới đi lui trong buồng. Đồng chí bí thư tỉnh nhận xét về Quảng thế mà đúng. Mỗi người khổ vì một thứ. Quảng không nghiện hút, không rượu chè, cái mồm không làm khổ cái thân, nhưng lại khổ vì thứ khác. Cái cục nợ đời chiều dài chỉ một gang tay lúc nào cũng sôi sục thúc đẩy Quảng. Lời bí thư tỉnh căn dặn: không nhịn được thì lấy vợ đi. Quảng vẫn nhớ mãi trong óc, nhưng gã không muốn lấy. Bao nhiêu năm nay được tiếng là hiến thân cho cách mạng, quên cả cuộc sống tình cảm cá nhân, bây giờ đột ngột cưới vợ thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng nếu không chấm dứt những trò bỉ ổi này thì đi đêm lắm, thế nào cũng có ngày gặp ma. Trằn trọc suốt đêm, Quảng cứ nhắm mắt lại hình dung ra thụ. Cái thằng nom lù đù thế mà lại cốm được con bé xinh nhất xã, có lẽ nhất cả huyện nữa. Chả trách gì nó mất cảnh giác cũng phải. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, Quảng không dám xuống Xuân Thành, nhưng vẫn dò la nghe ngóng xem Hợp có phản ứng gì không. Lúc đầu Quảng sợ Hợp ức quá, viết thư tuyệt mạng để lại rồi tự tử. Nhưng sau không nghe tin Hợp chết, Quảng lại sợ Hợp viết thư báo tin cho Thụ hay, và Thụ liều lĩnh bỏ khóa học về thanh toán gã. Sang tháng thứ ba vẫn chẳng thấy có gì xảy ra, Quảng mới an tâm. Tuy thỉnh thoảng chợt nghĩ đến Hợp, lòng gã vẫn vẩn vơ lo sợ. Mai mốt đây khi Thụ mãn khóa trở về, biết đâu con bé chẳng phun ra. Quảng sống những ngày thấp thỏm, cứ nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ. Mãi đến hôm kia, Nhiễu có việc lên huyện báo cáo tình hình sản xuất. Vì từ hôm Thụ đi học, Nhiễu tạm thời kiêm nhiệm chủ nhiệm hợp tác xã. Quảng mới nhân cơ hội dò la về Hợp. Quảng khéo lắm, gã hỏi lững lờ, bắt đầu rất xa. À, cái nhà lão Bá Hậu mình giao cho hợp tác tiếp quản, các cậu dùng làm việc gì nhỉ? Nhiễu đáp: thưa anh, tạm thời làm kho giống ạ. Sân thì để kéo đá và phơi thóc. Quảng vờ vịt cúi xuống xem sổ sách, đồng thời hỏi như vô tình: thế còn cái cô gì, con lão Bá Hậu, cô ta tên gì nhỉ? Nhiễu ngắt lời: thưa anh, cái Hợp. Quảng gật đầu: ừ, cô Hợp. Thế cô ta bây giờ ở đâu? Các đồng chí tiếp quản nhà người ta mà có thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho người ta không? Nhiễu cười mỉa mai: anh lại phải hỏi chuyện ấy. Cái anh chàng Thụ trước khi đi học bó cả công việc hợp tác để lo cho cái Hợp. Anh không biết đâu, anh chàng có vẻ mê mết lắm đấy, cảnh giác để đâu chả biết. Quảng rộng lượng cắt nghĩa: ừ thì mình lấy nhà của người ta thì cũng phải tìm chỗ cho người ta chứ, nếu không thì quần chúng có thể xuyên tạc. Bởi vì nói cho đúng ra đó, thì tội là tội bố mẹ cô ta kìa. Bố mẹ cô ta mới là thành phần bóc lột, cậu thấy không? Đừng quên là bây giờ là sửa sai rồi. Nhiễu nhìn Quảng cảm phục: đồng chí chủ tịch huyện chu đáo quá. Nhiễu thấy rõ tư cách cùng lề lối làm việc của Quảng vượt xa gã chủ tịch huyện trước đây, chỉ biết xông xáo vào nhà người ta tống cổ ra theo cái kiểu sống chết mặt bay, khiến dư luận quần chúng rất căm phẫn. Nhiễu nghiêm trang nói với Quảng: Trình anh, chúng tôi cũng có nghĩ đến điều ấy. Hiện nay cô ta ở cái nhà cũ của bà Phó Kình sát bờ sông, hợp tác còn cho vay cả rơm để lợp lại nhà nữa cái đấy ạ. Bây giờ thì Quảng mới đi vào câu hỏi chính, bởi vì những điều Nhiễu vừa nói Quảng đã biết cả. Quảng hỏi: nhưng tôi muốn hỏi đồng chí là sinh hoạt hiện nay của cô ta ra sao, có bình thường, có phấn khởi hay không? Nếu không thì ta phải giải thích, để một người thắc mắc tiếng đồn lan ra, quần chúng dễ bị lôi cuốn theo và tư tưởng không ổn định, thì đó là khuyết điểm của chúng ta. Cụ thể là cậu gặp cô ta lâu chưa? Hằng ngày cô ấy làm gì? Có đi lao động như mọi người không? Giọng Quảng rất đều đặn, bình thản, nhưng thâm tâm gã rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Nhiễu.
để ước lượng phản ứng của Hợp. Nhớ bảo: bình thường chứ anh, tôi mới nom thấy nó cách đây 2-3 hôm gì đấy thôi. Lúc này nghe nói là học thêm nghề làm đậu bên nhà bà Phó Kình. Đi lao động thì không, vì cô ta chưa vào hợp tác xã. Quang thở phào nhẹ nhõm, gã hỏi thêm: làm đậu bán nữa? Nhiễu đáp: vâng, thì tôi nom thấy cô ta ngồi ở chợ với con gái bà Phó Kình mới hôm kia gì đấy thôi. Có vẻ xanh như người mới ốm dậy. Xanh hay gầy thì cũng chả sao, Quang ngẫm nghĩ, miễn là nó chưa tự tử chết và viết thư tuyệt mạng để lại tố cáo Quảng. Vậy là có thể hiểu rằng câu chuyện đã êm, lời hăm dọa của Quảng đã có hiệu lực. Quảng hồ hởi hẳn lên, nỗi lo âu dằn vặt 3 tháng nay chợt biến đi. Bởi thế, khi Vũ Tín lên mời về chủ tọa phiên họp, Quảng nhận lời ngay. Nói đúng ra ngoài mục đích động viên sản xuất, Quảng cũng còn một vấn đề chính trị khá phức tạp mà gã cần phải giải quyết tại Xuân Thành nhân buổi họp này. Phòng họp đã đủ mặt. Đây là một phiên họp mở rộng, nghĩa là gồm tất cả mọi đảng viên, dù không nằm trong đảng ủy. Cái điếu cày được chuyển tay nhau khắp lượt trong phòng. Quảng có thói quen bắt đầu một phiên họp rất tự nhiên, không cần mục đích yêu cầu gì cả. Giữa lúc mọi người hút thuốc và nhai kẹo bột thì Quảng lên tiếng: nào ông Tín, ông cho tôi biết Xuân Thành hiện nay yếu về những mặt nào nào. Vũ Tín cười: Trình anh kể yếu thì yếu về mọi mặt, nhưng mà nặng nhất vẫn là sản xuất. Đồng chí Nhiễu tạm thời nắm hợp tác, đồng chí ấy cho tôi biết là năng suất thấp lắm ạ. Quảng quay lại phía Nhiễu và hỏi: có đúng như thế không ông Nhiễu? Nhiễu gật đầu: dạ thưa anh, đúng ạ. Đây là mặt mà Quảng rất quan tâm. Mấy năm nay Xuân Thành không đủ ăn, gạo và hoa màu phụ đều thất thu cả. Nhưng vấn đề nhân dân thiếu ăn không phải là mối quan tâm của Quảng. Cái ngại nhất là nghĩa vụ lương thực không thu mua đủ chỉ tiêu thì Quảng sẽ bị khiển trách. Sắp tới đây kế hoạch nhà nước nghe nói sẽ tăng, cứ chiều hướng này thì Xuân Thành không thể nào hoàn thành được số thóc quy định, kẹt cho Quảng lắm. Gã khai triển vấn đề, ngửa mặt hỏi: tại sao như thế nhỉ ông Tín, ông Tạ, tại sao như thế, tại sao thế các đồng chí? Tiếng thảo luận bắt đầu ồn ào. Người thì cho rằng sản xuất kém vì không lấy dân làm gốc, không huy động được quần chúng tích cực. Đứa thì lại bảo tại kỹ thuật kém, thiếu phân bón. Đứa khác thì lại cho rằng tổ chức chưa phát triển, phong trào ở Xuân Thành kể như chưa có gì. Chẳng hạn như đoàn thanh niên lao động là lực lượng nòng cốt để động viên nhân dân thì mới chỉ vỏn vẹn có 3 người. Trưởng ban công an nêu ý kiến là vấn đề trị an chưa chặt chẽ, kẻ địch còn lẻn lút phá hoại, gã nhìn đâu cũng thấy địch cả. Quảng kết luận bằng vài nhận xét quen thuộc rồi bước nhanh sang câu chuyện chính mà gã cần trình bày. Giọng gã trầm hẳn xuống và nét mặt đột ngột đăm chiêu khiến cả phòng đều im lặng chăm chú nghe. Quảng nói: Bồ nhìn Ngô Đình Diệm vừa hô hào lấp sông Bến Hải đánh sang miền Bắc. Đảng đã đánh giá những khó khăn cũng như những thuận lợi, điểm mạnh điểm yếu của ngụy quân miền Nam và đi đến kết luận rằng đây chỉ là một âm mưu chiến tranh tâm lý của Mỹ Diệm mà thôi. Đảng khẳng định Diệm không đủ khả năng xâm lược miền Bắc. Giai đoạn hiện tại này của đế quốc Mỹ vẫn là chiến tranh đặc biệt dùng người bản xứ tại miền Nam. Tuy thế, đảng dự kiến Diệm có thể gửi biệt kích ra phá hoại. Vấn đề trị an cần phải bàn lại. Công an nhân dân và công an vũ trang ở Xuân Thành đã đủ mạnh chưa? Nay mai phải tổ chức thêm mỗi xã một trung đội dân quân, hiệp đồng với anh em du kích tăng cường bảo vệ. An ninh có đảm bảo thì nhân dân mới an tâm để sản xuất. Quảng dứt lời, phòng họp yên lặng và nỗi lo âu hiện rõ trên từng nét mặt. Trong chốc lát, mọi người đã quên hẳn vấn đề sản xuất mới mấy phút trước đây. Họ còn hùng hổ bàn tán. Chủ tịch Tạo lặng lẽ châm thuốc lá rồi đứng dậy nói: định báo cáo với anh chuyện này từ lâu nhưng chưa nắm vững lắm, thành ra tôi chưa dám nói. Hôm nay nhân tiện có anh và đông đủ các đồng chí, tôi xin thưa như thế này. Xuân Thành ta có tất cả 7 thôn. Trong cả 7 thôn ấy chỉ có Xuân Vang là đáng chú ý hơn cả, bởi vì thôn này toàn là người theo đạo Thiên Chúa, ta vẫn quen gọi là xóm giáo. Tuy xóm giáo chỉ vỏn vẹn có gần 100 hộ, nhưng phải nói rằng cái ổ phản động nó nằm ở đây. Trong thời kỳ phóng tay, lúc ấy anh em chúng tôi chưa về đây công tác, thì cách mạng đã trừng trị được vài đứa đầu sỏ như Linh Mục Cẩn, Trùm Tòng, Chánh Trương Tuất và Quản Thanh. Lúc ấy thì xóm ấy như là rắn mất đầu, im hơi lặng tiếng được mấy năm.
Bây giờ sau sửa sai lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Bí thư Vũ Tín ngắt lời Tạo. Thưa thưa, tôi sợ là đồng chí Tạo thành kiến đấy. Tôi cũng có để tâm theo dõi. Nói cho ngay, vấn đề tín ngưỡng thì nhà nước ta vẫn chủ trương tôn trọng. Ta làm quá không có được. Có điều vấn đề cải tạo tư tưởng, cải tạo lề lối suy nghĩ của dân công giáo thì không thể ngày một ngày hai mà xong. Ta vẫn tiến hành nhưng chậm thôi. Từ từ rồi đâu cũng vào đấy cả. Chủ tịch Tạo trợn mắt hùng hổ cắt ngang. Tôi nói không có sách nhưng tôi mách có chứng. Đây nhé, trước sửa sai đã hơn 50% nhân khẩu đã vào hợp tác. Bây giờ chúng nó ùn ùn kéo ra hết. Hỏi rằng ai xúi giục. Tôi đề nghị thế này. Xin cho rời đồn công an sang hẳn bên xóm giáo để dễ theo dõi và kiểm tra. Lấy trường tiểu học của nhà sứ làm đồn công an, giao đất cho đồng chí Hối phụ trách. Dứt khoát phải đóng cửa cái trường tiểu học ấy. Dạy học thì ít mà giảng giáo lý thì nhiều, không thể để được. Vũ Tín cười mỉa mai. Ông nói thế thì bố người ta cũng chẳng nghe được. Tạo toan lên tiếng cãi thì Quảng giơ tay ngăn lại, chậm rãi giảng giải. Khoan khoan, để mình có ý kiến. Đồng chí Tạo lo xa như thế cũng tốt thôi, nhưng mà phân tích vấn đề cho kỹ ra thì ta nên nhìn như thế này. Tín ta nói cũng có phần đúng đấy Tạo. Tôn giáo ở miền Bắc không phải là một lực lượng chống đối đáng kể. Lẽ ra thì mình không nói điều này ra với các cậu, nhưng nhân đồng chí Tạo gợi ý thì mình xin phép triển khai luôn. Đảng đã phân tích và đánh giá tôn giáo tại miền Bắc như thế này. Ở trong Nam chắc các đồng chí chưa nắm có đủ các thứ đạo, nào là công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, lung tung cả. Nghĩa là người dân không thuộc tôn giáo này cũng nằm trong các tôn giáo khác. Cho nên vấn đề cải tạo tư tưởng trở thành rất phức tạp và khó khăn cho cách mạng sau này khi ta giải phóng được miền Nam. Ngoài ta đó thì chỉ có hai thứ là lương và giáo. Giản đơn lắm. Lương là nói chung những người không theo đạo Thiên Chúa. Cái khối ấy mới là lớn, cái khối ấy là đông, nhưng mà thụ động, ít nguy hiểm. Công giáo thì chỉ còn là một số rất nhỏ, mà hầu hết thì đã bị cưỡng ép di cư năm 54 rồi. Ta lại có cái thuận lợi thứ hai là người Pháp đã tạo ra những mâu thuẫn giữa lương và giáo, có chỗ thậm chí đã chém nhau đấy. Nay ta chỉ cần tiếp tục khai thác những mâu thuẫn ấy, khiến cái thiểu số công giáo kia dù có âm mưu gì cũng không được khối bên lương nữa ủng hộ. Dần dà ta sẽ cô lập chúng nó. Thế là xong. Cứ xem ngay ở Xuân Thành này thì thấy đấy, 7 thôn chỉ có 1 thôn công giáo, và quan hệ giữa thôn ấy với 6 thôn kia rất là hời hợt. Quảng dừng lại để đón nhận những tia mắt cực kỳ thán phục từ các đàn em đang há mồm nghe gã phân tích. Kiến thức và lý luận như thế mới thật là già dặn, xứng đáng là người chỉ đạo chính trị cho toàn huyện. Quảng hớp chút nước rồi lại tiếp. Nhưng có một điều rất quan trọng mà tôi muốn báo cáo với các đồng chí, là đảng dự kiến rằng nếu Diệm gửi biệt kích ra Bắc phá hoại thì nó sẽ gửi những thành phần trước đây đã trốn vào Nam, mà vợ con cha mẹ còn ở lại ngoài này. Các đồng chí phải cảnh giác, theo dõi thật sát những phụ nữ có chồng đi Nam năm 54. Rất có thể những thằng ác ôn ấy sẽ mò về đây, và vợ con chúng nó sẽ bao che cho chúng nó hoạt động. Mọi người im lặng suy nghĩ, những cái đầu cúi thấp xuống đăm chiêu hơn. Quảng lại tiếp. Trước mắt ta cần lo ngay vấn đề tổ chức, gây phong trào trong mạnh. Làm thế nào mà đưa hết đám thanh niên ở xóm giáo vào đoàn thể, còn cái lớp già thì mặc không cần. Các đồng chí hiểu ý tôi không? Tất cả đều đồng thanh đáp. Thưa anh hiểu ạ. Quảng hài lòng. Ừ, nếu ta làm mạnh như đồng chí Tạo vừa đề nghị đó, thẳng tay với những thành phần công giáo, thì không khéo ta lại vô tình xúi cái đám bên lương theo họ đấy. Là bởi vì ta vẫn tuyên bố là tự do tín ngưỡng cơ mà, phải không nào? Những cái đầu lại gật. Quảng vén tay áo nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên nói. Thôi, mình phải về. Quảng đứng dậy đẩy lùi chiếc ghế ra phía sau. Tạo vội vàng nói. Khoan anh ạ, khoan anh. Anh nán lại cho một tí, ăn với anh em chúng tôi vài củ khoai. Tôi đã cho luộc sẵn rồi. Khoai đầu mùa bùi lắm, lại có cả muối vừng Hà Tây nữa cơ. Cả Vũ Tín, Nhiễu và vài đứa khác cùng níu kéo. Bận đến đâu thì bận, anh cũng phải liên hoan đến bọn này mấy phút chứ, chả mấy khi anh xuống. Xong cả rồi, khoai, nước chè tươi, thuốc lào đủ cả. Tạo quay lại sau nhà gọi lớn. Bưng lên đi, khẩn trương lên một tí.
Quảng lúng túng quá, từ chối thì không tiện, sợ mất lòng đàn em, mà ăn thì chán bỏ mẹ. Khoai lang luộc ném cho lợn, chứ người như Quảng thì quý hóa gì mà mời mọc. Quảng tìm ra giải pháp. Quảng nói: các cậu có lòng, chả nhẽ tôi lại không có bụng. Nhưng mà mình vội thật. Vậy thì thế này nhé, cho mình xin mấy củ mang theo, vừa lái xe mình vừa ăn, ổn thỏa chứ nào? Vũ Tín hơi thất vọng nói: vâng, thế cũng được, anh không ăn thì cánh này mất vui. Quảng an ủi: còn nhiều dịp mà. Rồi Quảng bước ra cửa, một tay xách xà cọt, một tay ôm mấy củ khoai mọc hơi nóng còn đang bốc lên nhẹ nhẹ. Gã đặt tất cả trên nệm xe, cúi xuống cua tay tìm thanh sắt quay manivel. Chiếc xe mượn của nông trường rú lên xình xịch và từ từ lăn bánh. Đám trẻ con kiên nhẫn đợi chờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ, để chỉ mong giây phút thiêng liêng này mà thôi. Chúng vội vàng tranh nhau đu lên phía sau và hai bên hông, nhưng gã công an trực đã thủ sẵn cây roi dài và thẳng tay quất túi bụi vào lưng, vào mông, khiến đám trẻ đành buông toay, suýt xoa bỏ chạy. Quảng đi được vài cây số, lựa chỗ vắng vẻ, quẳng mấy củ khoai xuống rãnh. Gã nghĩ đến nồi cháo gà mà trước khi đi, gã đã cẩn thận dặn mọc nấu sẵn, để đêm nay về húp cho ấm bụng. Một tuần lễ sau ngày họp đảng, Xuân Thành nhộn nhịp đón đội văn công từ tỉnh về động viên bà con sản xuất, đồng thời hướng dẫn Xuân Thành lập đội văn nghệ xã. Bí thư Vũ Tín và chủ tịch Tạo phen này quyết làm mạnh theo chỉ thị của Quảng, phải chú ý đến phong trào. Gợi ý đầu tiên của huyện là thế. Phong trào đây có nghĩa là phát triển đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh, mà hiện Xuân Thành mới chỉ có 3 người do Quốc làm bí thư. Không có đoàn thanh niên thì khó giải quyết được những việc cấp bách và nặng nhọc đòi hỏi sức người tự nguyện. Mà muốn đoàn thanh niên phát triển thì cách hay nhất là tổ chức văn nghệ để lôi kéo tính ham vui của tuổi trẻ. Vũ Tín bàn với Tạo như thế và cả hai nhất trí lên xin với Quảng. Quảng tán thành ngay và lên xin với tỉnh. Bí thư tỉnh với Quảng là chỗ thâm giao nên Quảng chỉ nói một tiếng, Toán Văn Công được điều về lập tức. Họ dự chủ sẽ ở lại Xuân Thành khoảng 2 tháng, hoặc nếu cần thì cứ lưu lại cho đến ngày đội văn nghệ xã thành hình. Từ 5 năm nay, nghĩa là từ ngày giải phóng, chưa bao giờ Xuân Thành nhộn nhịp đến thế. Ban thông tin văn hóa phối hợp với đoàn thanh niên lao động suốt ngày bắc loa đi từng nhà, từng xóm réo gọi người ta đến xem biểu diễn văn nghệ mấy đêm liền tại sân trường sơ cấp trước cửa ủy ban hành chính. Từ những cụ già mắt đã mờ loạng quạng chống gậy lần từng bước, đến những đứa bé còn bế trên tay, tất cả đều há mồm chiêm ngưỡng dung nhan, đồng thời lắng nghe những tiếng đàn, tiếng hát của 4 nghệ sĩ trẻ. Rất sinh động trên sân khấu Lộ Thiên, vẫn chỉ có mấy bài quen thuộc như Bắc Sơn kết đoàn lên đàn mà họ nghe rất nhiều lần qua chiếc loa phòng thông tin. Nhưng hôm nay sao thấy hay lạ lùng, bởi vì vừa được nghe vừa được nhìn người hát. Rồi 3 món nhạc khí kỳ diệu như cây guitar, chiếc mandolin và cái accordion kia mới thực sự là những thứ mà dân làng ngắm mãi không mỏi mắt. Suốt đời họ thường vẫn chỉ biết đến những cái nhị, cái đàn bầu, kèn đám ma. Bây giờ cách mạng về mới có dịp nhìn thấy những nhạc khí hiện đại này, khiến họ vô cùng ngưỡng phục. Cô ca sĩ chính, tiếng ngâm lanh lảnh, cao vút và điệu bộ diễn tả rất tự nhiên, khiến những cô gái làng đăm đăm nhìn lên, khao khát ước mơ. Các cụ già ra về bàn tán suốt quãng đường. Cái con bé bạn thật đấy, trước mặt bao nhiêu người mà nó cứ cong cớn tự nhiên như không ấy. Một bà khác tiếp: gớm, còn cái ai mà nom hay ra phết nhỉ, đẹp mà lại còn hát giỏi nữa chứ. Những ngày kế tiếp, Toán Văn Công theo đoàn thanh niên hướng dẫn len lỏi vào từng nhà mời người ta tham gia. Dĩ nhiên chỉ những nhà mà đoàn thanh niên đã nhắm trước là có người đáng kết nạp. Dịp này Vũ Tín bàn với Tạo: phải làm thế nào mà kéo cho bằng được cái Hợp vào đội văn nghệ xã Tạo ạ? Vũ Tín trả lời: nó quan trọng đến thế cơ à? Tạo nhìn Vũ Tín cười hóm hỉnh. Thằng bí thư quanh năm mặt mũi nghiêm chỉnh như ông thầy tu, lại cũng dở chứng mết con bé con gái địa chủ rồi hay sao đấy? Tạo tự hỏi và thoáng nhớ đến Thụ. Nhưng Tín giải thích: anh không hiểu ý tôi. Thứ nhất là con bé có tiếng là đẹp nhất ở xã ta, nó vào thì khối đứa sẽ vào theo. Thứ hai, nó là thành phần lý lịch xấu, nếu bây giờ nó hăng hái tham gia thì sẽ rất lợi cho ta về mặt tuyên truyền. Những đứa lưng chừng sẽ bảo nhau: đấy, đến con lão Bá Hậu mà chính quyền còn chiếu cố, huống chi là mình. Đồng chí thấy thế nào? Tạo hiểu ra thâm ý của Vũ Tín, gật gù tán thành, nhưng cũng cẩn thận nhắc một câu: nhất trí với anh, nhưng mà muốn mời nó cũng phải mời cho khéo,
kiểu nó thấy mình cần nó lại lên mặt. Giả như có thằng Thụ ở đây thì chỉ cần nói một tiếng con bé sẽ nhảy vào ngay, nói xin lỗi, chứ bây giờ thằng Thụ có bảo nhảy vào lửa nó cũng nhảy. Tiến nói mình phải làm được việc này chứ, thì thằng Thụ nó mới giật mình, chứ mình lại nhờ thằng Thụ thì cậu với tôi còn ra cái gì nữa. Ấy là cũng nói thế thôi. Thế cậu định bảo ai đến gặp cái Hợp bây giờ? Vũ Tiến tự đắc nói, tôi đã tính cả rồi, cứ xài cái Rượu, con bà Cửu là hay nhất, cái Rượu nó cũng chơi với cái Hợp. À nhưng mà tôi quên không để ý, mấy đêm văn nghệ vừa rồi không biết cái Hợp nó có đến xem hay không. Tạo nói, con bé ấy từ hôm thằng Thụ đi học nó có bước chân ra khỏi nhà bao giờ đâu. Hôm nọ thì Nhiễu nó mới nom thấy nó ở ngoài chợ, cô nàng như người mất hồn. Tín toan phì cười vì Tạo vừa nói một câu rất vô lý, vừa bảo là Hợp không bước chân ra khỏi nhà thì ngay sau đó lại nói thằng Nhiễu mới thấy nàng ngoài chợ. Tín nói, thôi được rồi, để tôi bàn với cái Rượu. Và Vũ Tín chuẩn bị đến ngay nhà bà Cửu. Hôm sau Hợp đang ngồi gọt củ nâu ở ngoài hiên thì Rượu đến. Đã lâu lắm Hợp không có khách, ngoại trừ Bính thỉnh thoảng ghé thăm phụ nàng những việc lặt vặt, và đồng thời cũng để tâm sự với Hợp những băn khoăn thường xuyên của Bính từ ngày chồng Bính di cư vào Nam cách đây 5 năm. Trở lại 3 tháng trước, từ ngày xảy ra thảm kịch, Hợp ốm liệt giường không trỗi dậy nổi, vết thương cơ thể không đau xót bằng vết thù của tâm hồn. Hợp muốn tự tử chết ngay cho xong, nhưng nghĩ tới cha mẹ, nàng đành phải sống. Muốn viết thư báo ngay cho Thụ biết chuyện bì ổi của Quảng, nhưng nhớ đến lời đe dọa của gã, Hợp lại không dám. 2 ngày nằm bệt trên giường, nhiều lúc Hợp dùng mình tưởng tượng ra một ngày rất gần đây nàng có thai với Quảng, lúc ấy sẽ không biết xử trí ra sao. Ở làng này như một thông lệ, dù rất ít khi xảy ra, nhưng cô gái lầm lỡ trở hoang chỉ có một cách duy nhất là bỏ đi xa cả đời, chẳng vác mặt về làng nữa. Những lý do ra đi được viện dẫn như là tự nguyện đi nông trường, đi thăm người cải tạo để cố tình che mắt thế gian, mà thực ra mọi người đều đã biết cả. Rồi ngày sinh nở ném con vào viện mồ côi, tìm một chỗ nào đó sống qua ngày, không bao giờ còn dám về làng cũ. Chỉ nghĩ đến đó thôi Hợp đã muốn ngất đi. Sang ngày thứ 3, Hợp cố ngồi lên đẩy liếp cửa sổ lấy chút ánh sáng từ ngoài chiếu vào, nghe tiếng mấy đứa trẻ tranh nhau bắt chim ngoài vườn. Hợp lên tiếng gọi, chúng chạy ùa vào. Hợp bảo, này em nào chạy đi gọi chị Bính sang đây cho chị nhờ một tí được không? Biết nhà chị Bính không? Chị Bính ở bên xóm giáo ấy. Lũ trẻ ngoan ngoãn kéo đi. Hợp uể oải vào nhà, leo lên giường nằm. Lâu lắm thiếp đi một giấc mới nghe tiếng Bính từ ngoài hiên. Sao, ốm đau thế nào đây? Chắc em gái tôi lại tương tư ai chứ gì? Không có tiếng trả lời, Bính khựng lại trên hiên và nhìn quanh. Từ hôm gánh rơm phụ Hợp và giúp nàng lập lại mái nhà, Bính chưa có dịp ghé thăm Hợp. Quang cảnh hôm ấy và bữa nay đã khác hẳn. Bính ngạc nhiên về sự ngăn nắp của khu vườn chung quanh, và nghĩ đến mấy tháng nay Hợp đã phải vất vả lao vào những công việc mà Hợp chưa hề làm quen. Bính đập tay vào phên cửa. Hợp ơi, cô Hợp ơi ơi. Tiếng Hợp yếu ớt vọng ra. Chị, đẩy cửa vào đi. Bính bước hẳn vào trong nhà, nhướng mắt kêu lên. Ôi trời ơi, sao mà lại tối om thế này? Bính thấy Hợp nằm trong mùng, dù là giữa ban ngày không có muỗi, lại phủ thêm một lớp chăn mỏng ngang ngực. Bính tiến lại, ngồi xuống mép giường, vén mùng chui đầu vào và đặt một bàn tay lên trán Hợp. Khổ tôi chưa, ốm đau từ bao giờ mà chả cho tôi biết gì cả. Hợp mở mắt gượng cười nhìn Bính. Bính vén hẳn mùng, vắt lên nắp, chạy ra mở toang cửa ra vào và các cửa sổ cho ánh sáng đùa vào, rồi mới trở lại bên Hợp, chố mắt nhìn và lại kêu lên. Chết thật, ốm từ bao giờ mà gầy sọ như thế này, cô tệ quá, chả báo tôi lấy một tiếng. Bính ở lại cả ngày với Hợp, lấy lá trầu đánh gió, lau mặt mũi, thay quần áo và nấu cháo hành nóng cho Hợp ăn. Gặng hỏi, Hợp chỉ cho Bính biết là nàng nhận được thư của bố mẹ trên rừng, buồn quá mà sinh bệnh. Nàng giấu hẳn việc Quảng hãm hiếp, và dĩ nhiên giấu luôn mối quan hệ tình cảm giữa nàng và Thụ. Bính về nhà xin phép bố mẹ chồng và ôm quần áo đến ở luôn với Hợp 3 hôm, cho đến khi Hợp bình phục cô mới trở về. Bính đi rồi, Hợp càng thấy quạnh quẽ. Nàng bây giờ sợ bóng đêm lắm, chỉ một tiếng động nhỏ giữa khuya cũng làm nàng giật mình và không sao nhắm mắt ngủ lại được. Tháng thứ 2 không thấy triệu chứng có bầu, Hợp mới đỡ lo. Nàng nghe lời Bính khuyên,
sang gặp bà Phó Kình học nghề đậu hũ mang ra chợ bán, vừa có thêm tiền tiêu vặt, vừa đỡ thấy trống trải. Nhưng có một điều Hợp vô cùng thắc mắc và bực bội là từ hôm đi học đến nay, Thụ chưa hề viết về một lá thư nào. Ngay tuần lễ đầu tiên, nàng đã nóng ruột mong thư từng ngày, vì trước khi đi, Thụ mấy lần hứa rằng đến nơi sẽ viết về ngay để Hợp có địa chỉ mà liên lạc với anh. Rồi chờ mãi không thấy tăm hơi, Hợp thất vọng và đâm ra căm phẫn. Những lúc đau nhói nhớ lại đêm thảm kịch với Quảng, Hợp tức giận lây luôn cả Thụ. Đúng là một lũ cộng sản khốn nạn. Hợp không thể ngờ được Thụ lại thay đổi mau chóng như thế. Ngày đi thì thề thốt hứa hẹn, mới học vài bài chính trị đã vội vàng trở về với trái tim giai cấp. Trong khi đó thì ở trường chính trị trên tỉnh, Thụ còn nôn nóng gấp mấy lần Hợp. Đặt chân đến nơi, anh vội viết thư về ngay, rồi cứ chờ mãi không thấy có mảnh giấy phúc đáp nào của Hợp. Kế tiếp cứ mỗi tuần một bức thăm hỏi trách móc đủ thứ, và rồi người mong mỏi mãi cũng chẳng thấy gì. Hàng chục giả thuyết được đặt ra mà chẳng giả thuyết nào anh thấy đúng cả. Có thể ban giảng huấn giữ hết thư của học viên lại chăng? Không phải, bởi vì quanh Thụ đứa nào cũng vẫn liên lạc thường xuyên được với gia đình. Hay là vì Hợp mới dọn nhà, địa chỉ chưa chắc chắn nên xã không chuyển thư đến tay chăng? Cũng vô lý, bởi vì xã Xuân Thành không lớn lắm, mà thư từ của toàn xã thực ra có bao nhiêu đâu. Và lại cả làng này ai không biết Hợp. Buồn quá, Thụ chỉ còn nghĩ ra một luận cứ cuối cùng là Hợp đã dứt khoát bỏ anh. Bởi vì anh nhớ lại hôm nào khi Hợp biết anh là một đảng viên, nàng đã thét lên là đường ai lấy đi. Và Thụ đã phải dỗ dành mãi Hợp mới nguôi ngoai. Bây giờ xa Thụ, có lẽ Hợp đã suy nghĩ lại và muốn chấm dứt chuyện tình ngang trái này. Cả Hợp và Thụ đều không biết thủ phạm chính là Tạo. Bưu tiến viên chuyển thư từ huyện về bỏ hết vào văn phòng hành chính. Ngày ngày Tạo vẫn theo dõi và kiểm duyệt những bức thư nào mà Tạo cho là khả nghi, có dính dáng đến các thành phần phản động, đại khái thường là thân nhân địa chủ cũ và những gia đình có người di cư vào Nam. Rồi sau đó Tạo mới giao cho nhân viên ban thông tin văn hóa đem thư đi phát từng nhà. Xã cũng có nhân viên bưu điện, nhưng anh này đang theo học khóa tu nghiệp trên tỉnh. Từ hôm lên báo cáo chuyện tình của Thụ và Hợp mà thấy Quảng không có phản ứng mạnh, Tạo bực lắm. Bao nhiêu thư của Thụ gửi về, Tạo xé ra đọc hết rồi đem đốt hoặc vứt vào thùng rác. Có lần Hợp bạo dạn lên hỏi thăm, Tạo lắc đầu trả lời: có thì tôi bảo nó đem lại ngay cho cô chứ giữ làm gì. Dĩ nhiên là Hợp không dám thẳng thắn hỏi thư của Thụ, nàng chỉ nói với Tạo: lâu lắm chả thấy tin tức gì của bố mẹ tôi, sốt ruột quá. Và Tạo đã vội cười và thoái thác ngay.